Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh có chương trình kiểm tra thực tế việc thực hiện thủ tục hành chính và tiếp công dân tại bộ phận một cửa ở một số xã phường trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh kiểm tra đạo đức công vụ, thái độ làm việc, tiếp công dân, việc thực hiện, việc niêm yết các thủ tục hành chính, công bố công khai thủ tục hành chính, việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức công dân, việc thực hiện đánh giá khảo sát mức độ hài lòng của dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng kiểm tra đường truyền kết nối thực hiện hai nhóm dịch vụ công liên thông, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí và đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, chấp hành nghiêm các quy định về công vụ, thực hiện thủ tục hành chính, tiếp công dân tại bộ phận một cửa tại các xã phường. Đồng thời lưu ý địa phương cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao thường xuyên hơn, phải rà soát niêm yết lại các bộ thủ tục hành chính đầy đủ hơn và chính xác theo công bố của các sở ban ngành. Về cơ sở hạ tầng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị quan tâm đầu tư đường truyền. Trường hợp cán bộ công chức bộ phận một cửa vì lý do công việc vắng mặt thì phải báo cáo với lãnh đạo đơn vị để bố trí nhân sự, đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.